Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin ngày hôm nay ngày 23 tháng 6, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận với các bạn câu chuyện về quá trình cải cách, đổi mới của quân đội ta từ nay tới năm 2030. Như đã đề cập ở kỳ trước trong vấn đề cải cách lục quân Việt Nam, ngày 4 tháng 6, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đã đăng tải bài viết Tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại của Trung tướng Nguyễn Thái Bình, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng. Bài viết đã cung cấp nhiều thông tin thú vị về lộ trình cải cách, hiện đại hóa các quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong đó, ngoài các thông tin về Hải lục Không quân, một thông tin được nhiều bạn thích thú đó là việc chúng ta đang hướng tới thành lập binh chủng tên lửa chiến lược, cần chuẩn bị và tiến tới thành lập binh chủng tên lửa chiến lược gồm một số lữ đoàn tên lửa đất đối đất, đất đối hải có tầm bắn xa, uy lực mạnh, khả năng răn đe lớn, đánh thắng trong các tình huống xung đột và chiến tranh. Bài viết có đoạn. Nghe đến đây, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ vui mừng biết bao khi chúng ta đã có ý đồ thành lập một binh chủng mang tính răn đe chiến lược. Cái tên lửa chiến lược cũng đủ để nói lên tầm quan trọng của các đơn vị này. Trên thế giới, cái tên này thường để chỉ những đơn vị trang bị tên lửa đạn đạo, trang bị đầu đạn hạt nhân, thực hiện các nhiệm vụ răn đe, các đòn tấn công chiến lược nhắm vào các mục tiêu đặc biệt quan trọng của đối phương như các bộ chỉ huy, căn cứ, kho bãi, bến tàu, sân bay bằng vũ khí tiến công tầm xa, hủy diệt lớn. Hiện nay, cũng chỉ có một số quốc gia hình thành được lực lượng tên lửa chiến lược đầy đủ như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Triều Tiên và Ấn Độ. Ở mỗi nước thì họ có thể thành lập một binh chủng, một quân chủng hoặc chia tách các đơn vị tên lửa hạt nhân vào Hải lục Không quân. Nhưng dù tổ chức thế nào, nhiệm vụ ra sao, đã nhắc tới tên lửa chiến lược thì thường sẽ liên quan tới đầu đạn hạt nhân, tên lửa tầm xa. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa đó sẽ là quy chuẩn để bất kỳ nước nào xây dựng bộ đội tên lửa chiến lược sẽ phải có hạt nhân, tên lửa tầm xa, mà sẽ phụ thuộc vào yêu cầu tình hình mỗi quốc gia. Mà Việt Nam chúng ta sẽ là một điển hình khi thành lập binh chủng tên lửa chiến lược. Về vấn đề hạt nhân, Việt Nam ta đã tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân từ năm 1982, ký kết Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân từ năm 1995. Do đó, về cơ bản là Việt Nam không thể sở hữu vũ khí hạt nhân trong mọi trường hợp, do vướng mắc rất nhiều về pháp lý, trừ trường hợp là ta tự công khai rời bỏ các hiệp định và hiệp ước. Vấn đề thứ hai, phải nhìn nhận thẳng thắn rằng chúng ta không có khả năng làm giàu urani, đạt đến chuẩn chế tạo vũ khí. Hiện ở Đà Lạt, Việt Nam đang có một trung tâm nghiên cứu hạt nhân, tuy nhiên, trung tâm chỉ duy trì một lượng urani có tỷ lệ làm giàu cực kỳ thấp, phục vụ cho nghiên cứu khoa học đơn thuần và được các chuyên gia nước ngoài thường xuyên thanh tra. Thế nên, bất cứ kế hoạch làm giàu urani nào đều có thể bị các tổ chức quốc tế phát hiện. Tất nhiên, lịch sử đã chứng minh không có gì là không thể, vấn đề là bạn muốn hay không, có dám nhận hậu quả hay không. Trong quá khứ, nhiều quốc gia khác cũng tham vọng hạt nhân như Iraq, Libya và cái kết của họ là bị bao vây cấm vận rồi là đổ chế độ. Nhưng cũng có những quốc gia thành công, mà ví dụ điển hình là Triều Tiên. Với tình hình Việt Nam hiện nay, chúng ta có mối đe dọa, nhưng tới mức phải phát triển vũ khí hạt nhân thì tôi nghĩ là không. Trong mọi vấn đề trên Biển Đông, chúng ta luôn nỗ lực lợi dụng sự ủng hộ của quốc tế để tìm cách hóa giải mọi âm mưu của đối phương. Việc đánh đổi sự ủng hộ của quốc tế, đổi lấy vũ khí răn đe, chưa chắc giúp chúng ta bảo vệ được chủ quyền. Cho nên, nếu bạn nào đang hiểu rằng thành lập binh chủng tên lửa chiến lược thì ta sẽ phát triển cả hạt nhân, thì hãy bỏ ý định đó ra khỏi đầu. Chúng tôi tin rằng Đảng và Nhà nước ta sẽ không làm như vậy. Lịch sử đã dạy cho chúng ta nhiều cách để bảo vệ đất nước, không nhất thiết phải viện tới hạt nhân. Vì vậy, binh chủng tên lửa chiến lược của Việt Nam sẽ là lực lượng vũ trang thuần túy, phi hạt nhân. Về vấn đề thứ hai, đó là vũ khí tiến công của binh chủng tên lửa chiến lược. Thường thì trên thế giới, các nước sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ trang bị các loại tên lửa đạn đạo tầm trung, tầm xa, liên lục địa. Tuy nhiên, ở Việt Nam ta sẽ có sự khác biệt đáng kể. Vũ khí của binh chủng tên lửa chiến lược Việt Nam sẽ gồm hai nhóm, thực hiện các nhiệm vụ tiến công mục tiêu ở đất liền và trên mặt biển. Cụ thể, nhóm thứ nhất là các lữ đoàn tên lửa mặt đất. Căn cứ vào lực lượng hiện tại, Việt Nam Defense suy đoán rằng lực lượng nòng cốt trong các lữ đoàn tên lửa mặt đất sẽ bao gồm hai lữ đoàn B-80 và B-90. Đây là hai đơn vị được thành lập từ những năm 1980 trên cơ sở tiếp nhận các tổ hợp tên lửa đạn đạo 9K-72 Enbrus, hay còn gọi là tên lửa SCAD của Liên Xô. Các lữ đoàn này ban đầu nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của Bộ Quốc phòng, mãi sau này mới chuyển về quyền quản lý của Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh. Tên lửa SCAD có tầm bắn khoảng 300 km, mang đầu đạn thuốc nổ thông thường nặng nửa tấn. Khi nổ, sẽ tạo ra một hố sâu 4m, đường kính 12m. Tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân, đầu đạn chứa vũ khí hóa học hoặc sinh học. Tên lửa thường bị coi là có độ chính xác thấp vì sử dụng hệ thống dẫn đường đơn giản. Nhưng nên nhớ đánh giá độ chính xác của tên lửa thì phải phụ thuộc vào mục tiêu, cách sử dụng. Không thể đem mục tiêu là một chiếc xe tăng ra để nói đến độ chính xác của tên lửa đạn đạo. SCAD thường được dùng để nhắm tới các thành phố đông dân cư hay căn cứ, kho tàng, bến bãi.
Những mục tiêu dạng này là dạng mục tiêu tĩnh, phạm vi lớn, do đó SCAD sẽ rất hiệu quả. Về phương châm tác chiến của pháo binh Việt Nam là hỏa khí phân tán nhưng hỏa lực tập trung. Các tiểu đoàn hỏa lực sẽ bố trí thế trận cách xa nhau nhưng cùng nhắm tới một mục tiêu được phân công tọa độ và điều kiện phóng xác định. Do đó, để đảm bảo hiệu quả diệt và chế áp mục tiêu, nhiều tiểu đoàn hỏa lực SCAD sẽ đồng thời phóng đạn vào cùng một tọa độ. Bên cạnh SCAD, từ những năm 1990, ta đã bí mật đàm phán với Triều Tiên để đổi lấy một số tên lửa đạn đạo hỏa tinh 6. Đây thực ra là một phiên bản cải tiến từ SCAD với việc giảm trọng lượng đầu đạn, tăng thể tích nhiên liệu, qua đó tăng tầm bắn từ 300 lên 500 km. Như vậy, cơ bản thì tầm tác chiến của tên lửa mặt đất Việt Nam chỉ từ 300 đến 500 cây, nói chung vẫn là ngắn nếu so với yêu cầu chiến lược và giặt đè. Vậy, vấn đề đặt ra ở đây sẽ là chúng ta cần phải tăng tầm bắn của tên lửa, chí ít cũng phải là 700 cho tới 1.000 km. Nhưng để làm được điều này là không dễ dàng chút nào. Về hướng mua sắm, hiện nay, việc mua bán tên lửa nói chung, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, bị ràng buộc bởi Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa, gọi tắt là MTCR. Theo điều khoản của Hiệp ước, các nước tham gia sẽ không xuất khẩu các công nghệ tên lửa có tầm bắn trên 300 km và mang đầu đạn hơn 500 cân. Được thông qua vào năm 1987, hiện nay đã có 35 quốc gia ký kết, bao gồm cả Nga, Mỹ, Ấn Độ. Một số quốc gia không ký kết như Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, Israel. Tuy nhiên, việc xuất khẩu vũ khí với Triều Tiên và Iran gần như là bán lậu, rất khó tiếp cận. Còn Trung Quốc và Israel, dù họ không ký, nhưng các hợp đồng của họ hầu như vẫn tuân thủ một phần MTCR. Bởi lẽ, việc xuất khẩu các trang bị như vậy sẽ vấp phải phản ứng gay gắt trên thế giới, gây ảnh hưởng tới cả bên bán và bên mua. Do vậy, Việt Nam quả thực không có nhiều lựa chọn để tăng tầm bắn cho vũ khí tiến công mặt đất. Đổi lại, chúng ta có thể cải thiện độ chính xác của các đòn tấn công. Thay vì sử dụng 5-10 quả đạn để đạt hiệu quả cao khi tấn công mục tiêu quan trọng, ta có thể chỉ cần dùng 1-2 quả đạn để giải quyết nhiệm vụ. Hiện nay, hầu như mọi phân tích đều tin rằng Việt Nam có hai lựa chọn tốt nhất nếu muốn mua tên lửa đạn đạo, cụ thể gồm: một là tổ hợp tên lửa đạn đạo Rora do Israel phát triển. Đặc điểm của tổ hợp là nó có thể bố trí ở trên mặt đất và cả trên tàu biển. Độc đáo ở chỗ, tên lửa có thể triển khai trên các sàn tàu chở hàng. Từ đó, tên lửa có thể khai hỏa vào các bến cảng, kho tàng và các hòn đảo nhân tạo của đối phương. Theo công bố của nhà sản xuất, tên lửa đạt tầm bắn 400 km, trang bị đầu đạn nặng 540 cân. Tên lửa đạt độ chính xác gần như tuyệt đối với bán kính lệch mục tiêu chỉ 10 mét, sử dụng hệ thống dẫn đường hỗn hợp bao gồm hệ thống định vị vệ tinh và đầu tự dẫn quang truyền hình ở pha cuối. Trong cuộc chiến Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia hồi năm 2020, Azerbaijan đã sử dụng tên lửa Rora để đánh trúng mục tiêu là một cây cầu nằm trong lãnh thổ Armenia. Dẫu vậy, đầu đạn của nó đã không gây ra quá nhiều thiệt hại, có vẻ là do bởi bên tấn công muốn hạn chế sức công phá, đòn đánh chỉ mang tính chất gian đe. Hiện chưa rõ là tên lửa sẽ được xuất khẩu với tầm bắn tối đa 400 km hay là sẽ cắt giảm xuống 300 km, bởi lẽ sau lưng Israel là Mỹ. Bất chấp việc Israel phát triển tên lửa với công nghệ độc lập, nhưng về chính trị, họ là đồng minh của Mỹ. Mọi động thái khiến Washington không hài lòng, Israel phải trả giá. Cho nên, về lý thuyết, họ có thể bán cho tất cả các bên có nhu cầu, nhưng thực tế sẽ phải nhìn thái độ của nước Mỹ. Ứng viên thứ hai là tên lửa đạn đạo Iskander-E, phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa Iskander-M do Nga sản xuất. Loại tên lửa này thì chắc nhiều người đã nghe, nó khá nổi tiếng trên thế giới. Dù được xếp vào phân loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhưng khả năng dân đe rất cao. Đã nhiều lần, Iskander khiến các nước NATO nhảy dựng khi Nga triển khai ở vùng lãnh thổ Kaliningrad nằm ở bên bờ biển Baltic, có đường biên giới giao với các quốc gia thành viên NATO. Tên lửa nổi bật với độ chính xác cao chỉ từ 5-7 mét với phiên bản nội địa nhờ áp dụng hàng loạt các công nghệ dẫn đường tiên tiến gồm hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống dẫn đường quang học ở pha cuối. Theo nhà sản xuất, tên lửa có thể nhắm lại mục tiêu trong trường hợp tấn công các mục tiêu di động. Nó cũng có thể điều khiển bằng đường truyền vô tuyến được mã hóa từ máy bay cảnh báo sớm và UAV. Đặc biệt, Iskander cũng là một trong những loại tên lửa đạn đạo chiến thuật hiếm hoi trên thế giới, được trang bị hệ thống mồi bẫy và có thể thực hiện khả năng cơ động tránh né các biện pháp phòng thủ tên lửa của đối phương. Iskander đạt tầm bắn tối đa 500 km với bán kính lệch mục tiêu chỉ là 5-7 mét, tốc độ di chuyển siêu thanh Mach 6 đến Mach 7, độ cao bay là 50 km. Trên phiên bản xuất khẩu Iskander-E, tầm bắn của tên lửa cắt giảm còn 280 km, bán kính lệch mục tiêu giảm còn 20-30 mét, khả năng cơ động tránh né cũng bị giảm xuống, khiến quỹ đạo dễ đoán hơn. Do vậy, nhà sản xuất cam kết rằng Iskander-E là lựa chọn lý tưởng khi độ chính xác của nó đã là rất tốt. Trong khuôn khổ triển lãm an ninh quốc phòng quốc tế năm 2019 tại Hà Nội, Nga đã lần đầu tiên giới thiệu mô hình tên lửa Iskander-E tại Việt Nam. Dĩ nhiên, ý của họ là nếu các bạn muốn, chúng tôi sẵn sàng cung cấp. Nhìn chung, so với tên lửa Rora của Israel, việc tiếp cận Iskander-E hầu như không vấp phải bất cứ hạn chế nào ngoại trừ hạn chế về tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa. Có thể sẽ có ý kiến cho rằng
ta có thể có những thỏa thuận riêng để họ chịu cung cấp tên lửa Iskander có tầm bắn tốt hơn. Điều đó cũng là một khả năng có thể xảy ra. Vấn đề là ta sẽ phải đánh đổi cái gì? Câu chuyện lúc đó không chỉ là tiền mà là chính trị, quân sự, kinh tế. Một giải pháp dễ nhất để tăng tầm bắn cho tên lửa đạn đạo đó là tự sản xuất. Đây là một bài toán nan giải mà không phải ai cũng làm được. Để chế tạo một quả tên lửa, đòi hỏi ta phải làm chủ muôn vàn công nghệ từ khí động tới kết cấu vật liệu, động cơ, hệ thống dẫn đường. Tốt nhất là nếu bên nào đó giúp ta có một công nghệ ban đầu thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Công nghệ tên lửa của Trung Quốc, Triều Tiên hiện nay đều có nguồn gốc từ Liên Xô, sau đó từ đây lại chia sẻ tới các nước như Iran, Iraq. Theo một số nguồn tin không chính thức, dạng tin quán bia thì khi chuyển giao cho ta tên lửa hỏa tính 6, Triều Tiên đã chuyển kèm công nghệ chế tạo tên lửa. Và xin kể lại chuyện nghe tại nhà một vị tướng về hưu. Ai tin thì tin, mình chỉ được nghe, chứ không được phép ghi lại, cũng như chia sẻ thông tin cá nhân. Trong một cuộc trò chuyện về cuộc đời vị tướng này, ông ấy khi thấy anh em có dấu hiệu hơi buồn ngủ, đã bất ngờ hé mở câu chuyện. Ta từng nghiên cứu việc tăng tầm tên lửa Scud lên 500 km, rồi 700 km, và thúc đẩy việc chế tạo tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới 1.000 km. Nghe xong vài câu, anh em hết buồn ngủ, nhưng từ lúc đó, ông ấy cũng không nói gì thêm nữa. Cơ bản, chuyện chế tạo tên lửa chỉ dừng lại ở đó, mình không bình luận gì thêm. Nhóm vũ khí thứ hai trong binh chủng tên lửa chiến lược của Việt Nam là vũ khí tiến công đối hải. Đó chính là nét khác biệt của Việt Nam khi thành lập binh chủng tên lửa chiến lược. Chúng ta sẽ không chỉ trang bị tên lửa đạn đạo mà còn cả tên lửa đối hải. Vậy, điều gì dẫn tới sự khác biệt này? Tại sao ta không để tên lửa đối hải nằm trong quân chủng hải quân mà lại kéo về binh chủng tên lửa chiến lược? Chúng tôi xin thử đưa ra một vài nhận định cá nhân của mình, mời anh em cùng bàn luận thêm. Như chúng ta đã biết, biển Việt Nam có một diện tích rộng gấp 3 lần đất liền, lên tới gần 1 triệu km2. Trong khi đó, phần lục địa của ta thiếu chiều sâu chiến lược và dễ bị tổn thương bởi các đòn tấn công từ phía biển. Việt Nam đang phát triển toàn diện một chiến thuật, đó chính là chống tiếp cận từ biển bằng 5 lữ đoàn tên lửa đất đối hải, bố trí dọc từ Bắc xuống Nam. Các đơn vị dùng nhiều loại khí tài, nhưng nhìn chung đều có tầm bắn xa, sức công phá mạnh và độ bao phủ rộng, tạo một vùng đệm hỏa lực cực kỳ đáng gờm ở phạm vi tối thiểu cách bờ 100 km. Đối tượng tác chiến không chỉ là một tàu đơn lẻ mà thậm chí là cả một cụm tàu sân bay. Trong đó có thể kể đến lữ đoàn tên lửa bờ 679 được trang bị các tổ hợp tên lửa 4K44 Redoubt có tầm bắn lên tới 460 km. Rồi lữ đoàn 681 và 682 trang bị tổ hợp tên lửa K300P Bastion P, sử dụng các tên lửa hành trình siêu âm Yakon có tầm bắn từ 120 đến 300 km. Đặc biệt lưu ý là lữ đoàn tên lửa 685 trang bị các tổ hợp rocket chính xác cao Isha và Akula, có thể thực hiện tấn công các mục tiêu mặt đất, các đảo nhân tạo ở cự ly từ 40 đến 150 km. Các lực lượng này đều có khả năng cơ động cao dọc bờ biển và khi cần có thể lên tàu đổ bộ để cơ động ra các đảo, từ đó tạo thành lá chắn cho khu vực bảo vệ. Có thể nói, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện sở hữu lực lượng tên lửa bờ đối hải mạnh nhất khu vực, không ai sánh bằng. Thế nên, chúng tôi suy đoán mục tiêu của chúng ta sẽ xây dựng lực lượng tên lửa đối hải có khả năng răn đe lớn, buộc đối phương phải từ bỏ mọi kế hoạch tấn công, đánh chiếm hải đảo, bờ biển hoặc phải tính toán lại. Rõ ràng, việc kết hợp năng lực răn đe tấn công trên bộ và trên biển là một nước đi táo bạo, thể hiện tầm nhìn của giới lãnh đạo nước ta. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.